Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyện showbiz của kênh YouTube Sài Gòn TV Entertainment. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giải trí quen thuộc vào thứ năm ngày hôm nay. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây Thu Thảo xin gửi đến quý khán giả một số thông tin hấp dẫn nhất về các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. MC Trấn Thành sắp ra mắt dự án mới về sức khỏe nữ giới. Xôn xao tin đồn Natalie đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn. Ông xã Thủy Tiên hảnh hơi chơi gót giữa lúc bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam. Ca sĩ Phương Thanh bức xúc vì bị lôi kéo vào drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Vừa giành giải Oscar, tài tử đình đám Ezra Miller bị bắt khẩn cấp. Ca sĩ Tom Parker qua đời ở tuổi 33. Quý vị khán giả thân mến, những ngày qua, dàn sao quyền lực đã xuất hiện tại Los Angeles, Mỹ để tham dự lễ trao giải điện ảnh Oscar 2022 danh giá bậc nhất sau thời gian tạm trì hoãn do dịch bệnh COVID-19. Thảm đỏ năm nay được người hâm mộ nước ta đặc biệt quan tâm bởi bên cạnh sự xuất hiện của những trang phục lộng lẫy còn có mặt của tà áo dài Việt. Người diện tà áo dài này chính là kiều nữ gốc Việt Kelly Maria Trần. Cô là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật công chúa Raya trong phim Raya and the Last Dragon. Và khỏi phải nói, sự xuất hiện bất ngờ này đã khiến các fan nước ta vô cùng phỏng mũi. Kiều nữ Việt diện tà áo dài màu xanh Imperial sang trọng, được thêu hoa văn nổi trên lớp vải sheer. Phía sau là bộ tà dài, tựa như cô đang khoác áo choàng. Điểm nhấn của bộ áo dài nằm ở lớp vải sheer phía trước ngực và sau lưng, khoe khéo nét đẹp nữ tính của người mặc. Được biết, đây là một sáng tạo của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Để tăng thêm phần lộng lẫy, Mary Kelly Trần đội mấn và đeo khuyên tai đính đá cùng màu đến từ thương hiệu Chopard. Theo nữ diễn viên gốc Việt Kelly Mary Trần chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô mặc áo dài truyền thống tham dự lễ trao giải Oscar 2022. Hình ảnh tà áo dài Việt trong lễ trao giải phim ảnh lớn nhất hành tinh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nước nhà. Thay vì xuất hiện với hình ảnh quen thuộc là một diễn viên nổi tiếng, Hứa Vị Văn mới đây lại ra mắt trước công chúng với vai trò là một họa sĩ, một người đam mê hội họa với một triển lãm tranh mang đậm giá trị nhân văn có tên gọi là Phù Hoa. Từ đầu năm 2021 cho đến nay, ba triển lãm liên tiếp của anh đã khiến rất nhiều người phải tò mò. Sau thành công của Vùng Yên và Vùng Mơ, triển lãm cá nhân lần thứ ba của Hứa Vĩ Văn mang tên Phù Hoa, trưng bày các bức tranh được anh sáng tác trong thời gian cao điểm của dịch bệnh COVID-19 cuối năm 2021. Với chủ đề xoay quanh không khí lễ hội và tính cộng đồng mà mọi người gần như đánh mất ở thời điểm giãn cách, không chỉ được trải nghiệm thị giác, triển lãm cũng mang đến cho khán giả các trải nghiệm âm thanh. Từ đó, khách tham quan sẽ được lắng nghe những chia sẻ của tác giả về quá trình sáng tác nghệ thuật khi quét mã QR dưới các tác phẩm. Khi hay tin Hứa Vĩ Văn tổ chức triển lãm Phù Hoa, nhiều nghệ sĩ trong VBiz đã đến tham dự sự kiện. Thông qua buổi triển lãm, nam diễn viên mong muốn khán giả có thể nhìn thấy một Hứa Vĩ Văn hoàn toàn khác đằng sau những ánh hào quang. Anh cũng cho biết, như hai lần trước, doanh thu từ triển lãm lần này cũng sẽ được sử dụng toàn bộ cho mục đích gây quỹ từ thiện. Quý vị và các bạn, ban tổ chức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á vừa tung ra bản audio ca khúc chính thức của SEA Games 31 mang tên Hãy Tỏa Sáng. Ca khúc được thể hiện bởi các nghệ sĩ đình đám như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Văn Mai Hương và Isaac. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phân đoạn rap của Đen Vâu khi kết hợp cùng giai điệu của ca khúc lại tạo cảm giác lạc quẻ. Bên cạnh đó, phần lyric của Đen Vâu lần này lại bị đánh giá là không phù hợp cho một sự kiện quốc tế có nhiều quốc gia tham dự. Điển hình là câu rap dáng người Việt Nam mình thì nhỏ nhưng trái tim người Việt thì lại rất rất là to. Bước vào đấu trường không từ bỏ, chơi cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo. Được đánh giá là có phần quá cá nhân và không phù hợp với ca khúc chủ đề của sự kiện thể thao quốc tế. Thậm chí có bình luận còn gay gắt cho rằng đoạn rap của Đen Vâu đã phá hỏng cả bài hát. Không có rap sẽ hay hơn hoặc ít nhất nên sửa lời rap. Ngoài ra, một số ý kiến khác là nhận xét beat của ca khúc Let's Shine khá cũ và không có gì đặc biệt. Phần phát âm tiếng Anh của các nghệ sĩ cũng được cho là chưa chuẩn cho một ca khúc quốc tế. Tuy nhiên, một bình luận của cộng đồng mạng nước ngoài lại chia sẻ rằng họ thích ca khúc chủ đề SEA Games 2021 của Việt Nam hơn ca khúc chủ đề SEA Games 2019. Về phần beat, người này cho rằng có cảm giác giống như ca khúc chủ đề chương trình Sống Còn, Produce 101 của K-pop.
Cũng liên quan đến SEA Games lần thứ 31, chiều hôm qua, cuộc thi ảnh người đẹp du lịch ASEAN trong chuỗi chương trình nghệ thuật Xin chào SEA Games 31 đã chính thức được công bố tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi ghế nóng giám khảo cuộc thi ảnh có danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Jennifer Phạm và Hoa hậu Indonesia 2020 Rizla Kalajules. Dự họp báo công bố cuộc thi ở thành phố Hồ Chí Minh chiều hôm qua 30 tháng 3, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô rất vinh dự khi được mời làm giám khảo. Cô nói, kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực năm nay diễn ra ở Việt Nam là cơ hội để quảng bá đất nước, nhất là sau thời gian ngành du lịch ảnh hưởng do Covid-19. Tôi mong tìm ra người đẹp có tố chất để làm đại sứ, quảng bá sự kiện, đất nước con người Việt Nam đến thế giới. Từng là đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012, Lý Nhã Kỳ hiểu rõ trách nhiệm của người làm công việc quảng bá. Nữ diễn viên sẽ cùng các giám khảo khác chọn ra gương mặt đại diện thế hệ trẻ có suy nghĩ tích cực, yêu thể thao, du lịch để truyền tải thông điệp sự kiện, quảng bá đất nước. Được biết, ngoài Lý Nhã Kỳ, cuộc thi còn có 3 giám khảo khác gồm Hoa hậu Jennifer Phạm, Miss Indonesia, Priscilla Kalajules, thí sinh thi Miss World 2021 và đạt danh hiệu Hoa hậu châu Á, và ca sĩ Ngọc Sơn. Do bận việc, các nghệ sĩ này không thể dự họp báo. Qua video gửi ban tổ chức, họ nói sẽ làm việc công tâm để tìm ra cô gái xứng đáng danh hiệu. Sau nhiều thành công, Trấn Thành tiếp tục làm người hâm mộ đứng ngồi không yên khi thần tượng của mình ra mắt dự án mới dành cho phụ nữ Việt sau gần một năm âm thầm chuẩn bị cùng ekip 200 người. Trấn Thành đã có thông báo trên Facebook cá nhân về dự án mới sắp ra mắt mang tên Trinh Nữ Hoàng Cung. Trước đó, dự án chỉ hé lộ poster với cái tên một chữ Trinh. Theo nam MC, đây là một dự án tâm huyết được anh ấp ủ thực hiện cùng ekip 200 người trong suốt 9 tháng để dành tặng cả một trời yêu thương cho người phụ nữ Việt. Sự kiện ra mắt dự án mới của Trấn Thành sẽ có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như diễn viên Gờ Bổng Ngọc Trinh, ca sĩ diễn viên Harry Won, ca sĩ Trúc Nhân, diễn viên Quốc Khánh, MC Quang Bảo. Đây chỉ là một nửa trong số những người nổi tiếng tham dự sự kiện ra mắt dự án được hé lộ và dàn khách mời vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Nhân dịp này, Trấn Thành dành tặng 1.000 vé mời hoàn toàn miễn phí tham dự sự kiện cho 1.000 khán giả may mắn. Trong tập mới nhất lên sóng của chương trình thực tế The Next Gentleman Quý Ông Hoàng Mỹ, dược sĩ Tiến đã vấp phải nhiều tranh cãi vì chiếc áo đặc biệt có phần gây lú của mình. Tưởng chừng như việc anh này mặc chiếc áo độc lạ chỉ dừng lại ở việc gây tranh cãi trên mạng xã hội về style ăn mặc quái dị. Nhưng mới đây, có một nhà thiết kế đã đăng bài tố dược sĩ Tiến đạo nhái thiết kế của mình. Không ngờ ngại, dược sĩ Tiến đã nhanh chóng gây gắt đáp trả. Cụ thể, trên story cá nhân, nhà thiết kế Minh Đức chia sẻ đây không phải sản phẩm bên mình. Mình không bao giờ làm vậy với sản phẩm mình làm ra đâu mọi người. Mọi người hãy lên tiếng cho những người làm nghề, đặc biệt là các ngành nghề sáng tạo ở Việt Nam đi. Cuối bài đăng, anh cũng không quên tắt thẳng tài khoản Instagram của The Next Gentleman, yêu cầu ekip lên tiếng. Dưới bài đăng, bên cạnh những ý kiến chê bai trang phục lố lăng của dược sĩ Tiến thì cũng có một số người cho rằng trang phục của dược sĩ Tiến hay nhà thiết kế Minh Đức thực chất cũng là lấy ý tưởng từ nước ngoài mà thôi. Netizen còn đưa ra bằng chứng loạt ảnh người mẫu thế giới khoác lên mình những bộ cánh có ý tưởng tương tự. Về phía dược sĩ Tiến, anh cho biết, nói về bộ trang phục kinh dị và gây lú ở tập 6 của The Next Gentleman, Tiến mặc vậy vì Tiến cảm thấy tự tin và thoải mái chứ không hề có ý định mua vui hay làm trò cười cho ai hết á. Còn style đồ này thì trên thế giới người ta cũng sử dụng đầy ra rồi. Ai có xem Chinbo Gontier thì cũng thấy style này xuất hiện trong folk culture từ năm 2001 rồi. Thế giới người ta xài từ hơn 20 năm trước rồi mà giờ Việt Nam mình cứ tranh giành nói là sáng tạo của riêng họ, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Như vậy có nghĩa là cả dược sĩ Tiến lẫn nhà thiết kế Minh Đức đều tham khảo xu hướng thế giới. Hiện câu chuyện này vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Như chúng tôi nhiều lần chia sẻ đến quý vị, Natalie và Cao Thái Sơn là hai cái tên đã gây ồn ào trên mạng xã hội và truyền thông từ đầu năm 2021 đến nay. Sau những màn khẩu chiến qua lại trên trang cá nhân, hiện nay hai ca sĩ này vẫn chưa hề có dấu hiệu làm hòa. Bất ngờ đêm qua, một số diễn đàn lớn xuất hiện thông tin nam ca sĩ Natalie đã đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn, gây xôn xao cộng đồng mạng. Thực hư ra sao, Thu Thảo xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Các diễn đàn này khẳng định theo thông tin vừa được công bố bởi Cục Sở hữu Trí tuệ, ông Trương Triệu Trúc Lân, tên thật của ca sĩ Natalie đã đăng ký sử dụng độc quyền thương hiệu Natalie cho rất nhiều lĩnh vực hoạt động. Đáng chú ý, ca sĩ họ Trương cũng không quên đăng ký sử dụng độc quyền luôn thương hiệu Cao Thái Sơn. Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ, một dấu hiệu là tên gọi logo nếu muốn được độc quyền sử dụng thì cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Quản lý Nhà nước về Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam là Cục Sở hữu Trí tuệ.
Khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu thương hiệu có toàn quyền sử dụng hoặc là ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu logo trùng tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ trong lĩnh vực hoạt động tương ứng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, đa phần ý kiến cư dân mạng đều cho rằng Nathalie đã ra chiêu quá độc. Tuy nhiên, nam ca sĩ Nathalie đã phủ nhận thông tin này. Anh nói, những gì tôi làm đều tử tế, nên tôi sẽ không dùng những chiêu trò không cần thiết. Vậy nên, với sự việc này, tôi sẽ không đưa ra bất cứ phát ngôn nào cả. Về phía Cao Thái Sơn, dòng K8X chỉ đăng tải hình ảnh mới cùng video thư giãn trên sân vườn đầy cây xanh. Mặc kệ những thắc mắc của người hâm mộ, nam ca sĩ giữ im lặng, không bình luận nhắc đến sự việc này. Giữa lúc hot trend chơi ghost và drama kéo dài của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn đang thu hút sự quan tâm của dư luận, dù bà Hằng đã bị tạm giam, thì bất ngờ Công Vinh, chồng nữ ca sĩ Thùy Tiên, đang tấm hình đang tận hưởng thú vui tao nhã của giới thượng lưu khiến fan thích thú. Trên trang cá nhân, ông xã Thủy Tiên đã hào hứng đăng tải bức ảnh check-in tại sân golf kèm dòng trạng thái ngồi nghỉ mệt thôi mà cũng đẹp nữa. Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều gửi lời chúc mừng tới vợ chồng nữ ca sĩ thoải mái quá. Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh vẫn là cặp đôi hoàn hảo trong mắt khán giả. Vợ của Công Vinh vẫn mãi là cô Tiên, người đàn ông bao bọc vợ lúc khó khăn tuyệt vời. Công Vinh là người chồng chuẩn mực, vợ chồng lúc hoạn nạn đã bên nhau cùng vượt qua. Bà Phương Hằng bị bắt, ca đêm nghệ sĩ bung lộ thỏa thích chúc mừng. Em trai rất đẹp cả về tâm hồn và phong cách, luôn ủng hộ em. Trước đó, Thủy Tiên và Công Vinh đã có một khoảng thời gian dài tu tập tại Nepal sau lùm xùm từ thiện. Có thể thấy cả hai đang tranh thủ tận hưởng cuộc sống trước khi quay trở lại với công việc của mình. Không quá khi nói một trong những drama dày kỳ và căng thẳng nhất liên quan tới showbiz Việt thời gian qua chính là cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và loạt nghệ sĩ đình đám trong showbiz, vốn là người đứng ngoài drama hot hòn hòn. Thế nhưng mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã phải phẫn nộ lên tiếng làm rõ khi bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến này. Theo đó, trên trang cá nhân, chị Chanh khẳng định bản thân không hề tham gia vào nhóm chat nghệ sĩ, nhưng nhiều người lại lợi dụng tên tuổi của cô và cố lôi nữ ca sĩ vào cuộc, để rồi Phương Thanh bị người hâm mộ bà Nguyễn Phương Hằng hiểu lầm và chỉ trích. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bà Phương Hằng bị công an bắt, những người này lại quay xe, leo lái đổ tiếng oan rằng Phương Thanh là cuồng cuộn con, thuộc phe bà Phương Hằng, để rồi nữ ca sĩ lại lần nữa bị người hâm mộ giới nghệ sĩ chỉ trích. Bản thân Phương Thanh cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, bởi lẽ rõ ràng cô không làm gì, nhưng lại liên tục bị đẩy qua đẩy lại giữa hai phe, cuối cùng thì bị cả cộng đồng mạng tổng tấn công. Cũng trong bài viết của mình nói về vấn đề kêu gọi từ thiện, Phương Thanh tự tin tuyên bố cô không ngần ngại sao kê tài khoản nếu như được bên công an yêu cầu. Đồng thời, nữ ca sĩ còn nhắn nhủ những người đang kêu oan chuyện từ thiện rằng nếu oan thật thì hãy đường đường chính chính cùng cô công khai sao kê rõ ràng. Phương Thanh cũng nhấn mạnh xem có ca sĩ nào trốn được không. Hiện bài viết của cô vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các phương tiện truyền thông rầm rộ đưa tin cảnh sát Hawaii đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên Ezra Miller sau khi anh này có hành vi quấy rối gây mất trật tự tại một quán bar ở Hawaii. Điều đáng nói, tại lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra vào tối ngày 27 tháng 3 vừa qua, nam diễn viên và ekip phim Zack Snyder, Justice Lutz đã rinh được tượng vàng cho giải thưởng Oscar Shutter Moment. Đại diện của Sở Cảnh sát Hawaii cho biết vào tối 27 tháng 3 theo giờ địa phương, Ezra Miller xuất hiện tại quán bar và liên tục la hét chửi bới, giật micro của khách hàng nữ 23 tuổi. Tiếp đó, nam diễn viên The Flash còn lao vào người đàn ông 32 tuổi khi người này đang chơi ném phi tiêu. Sau khi bị bắt, Ezra Miller đã nộp số tiền bảo lãnh $500 tương đương là 11,5 triệu đồng để được tại ngoại. Đây không phải là lần đầu nam diễn viên có hành vi gây rối kích động. Trước đó vào năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Ezra Miller tấn công một phụ nữ tại quán bar ở Iceland, khiến cho nhiều người kinh hãi. Tờ People vừa đưa tin thành viên Tom Parker của nhóm The Quartet đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm qua 30 tháng 3 sau 2 năm mắc ung thư não. Anh ra đi khi chỉ mới 33 tuổi. Vợ của nam ca sĩ là Kelsey Hawkins đã xác nhận tin buồn này trên trang cá nhân của cô. Vợ Tom Parker thông báo tin buồn vào chiều hôm qua. Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi xác nhận Tom đã qua đời bình yên vào sáng nay giữa vòng tay của những người thân yêu. Trái tim chúng tôi tan vỡ. Tom là trung tâm thế giới của chúng tôi và không thể hình dung nổi về cuộc sống không có nụ cười lan tỏa lẫn sự hiện diện tràn đầy năng lượng của anh ấy. Chúng tôi xin cảm ơn tình yêu, sự ủng hộ sâu sắc của các bạn dành cho anh ấy. Bốn thành viên The Wanted cũng bày tỏ sự thương tiếc trên Instagram của nhóm. Tom là một người chồng tuyệt vời với Kelsey và hai con, là người anh trai của chúng tôi. Thật khó diễn tả bằng lời trước mất mát và nỗi buồn này.
anh sẽ luôn mãi trong tim mọi người. Được biết, Tom Parker qua đời, để lại vợ anh, Kelsey Warwick, và hai người con, Aurelia 3 tuổi, Bodhi 1 tuổi. Thưa quý vị, đây là người mẫu Leila Milani, phu nhân triệu phú Mỹ vừa diện trang phục cut out theo phong cách quyến rũ của nhà mốt Việt, Đấu Long trong buổi tiệc ngày 28 tháng 3 vừa qua. Cô kết hợp chiếc áo đồng sang trọng cùng trang sức, đồng hồ kim cương và giày cao gót ánh bạc khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết mẫu đầm lấy cảm hứng từ dòng chảy uốn lượn của những con sông băng màu xám bạc trên nền vải lưới tạo hiệu ứng bắt sáng lấp lánh. Những vệt đá pha lê màu xanh Barbie Blue được điểm xuyết khéo léo, diễn tả vẻ đẹp của mây trời in bóng trên mặt sông. Mẫu đầm thủ công được làm trong 2 tuần, toàn bộ nhân viên của Đỗ Long phải tăng ca để hoàn thành công việc theo đúng tiến độ, nhưng vẫn đảm bảo sự tinh xảo từng chi tiết trên mẫu đầm. Đội ngũ thợ lành nghề phải mất 800 giờ làm việc để đính hơn 10.000 viên pha lê Swarovski lên toàn bộ trang phục. Đây là lần thứ hai Đỗ Long thiết kế trang phục cho Leila Milani. Đầu năm nay, người mẫu đặt mày đầm cho tiệc sinh nhật chồng sau khi nhìn thấy ảnh hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc đồ của anh trên Instagram. Thời lượng chương trình Chuyện Showbiz của Sài Gòn TV Entertainment ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thu Thảo rất tiếc khi phải nói là chào tạm biệt đến quý vị khán giả tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 19:30 thứ ba tuần tới đây. Còn bây giờ, xin trân trọng kính chào.